Nhiều bệnh nhân mắc cúm, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan với cúm mùa. Sinh viên Đà Nẵng được hỗ trợ tiếp cận nhà trọ thông qua những ứng dụng tiện ích. Trải nghiệm không gian đậm chất miền Tây sông nước trên những căn nhà thuyền